Bình Gia xin chào mọi người. Hôm nay thiết bị y tế Bình Gia sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm là đai đề sao cố định vai OH301 đến từ hãng EM, được sản xuất tại Đài Loan. Đai cố định khớp vai OH301 dùng để cố định khớp vai, cánh tay, cẳng tay, cố định sau mổ vùng khớp vai, viêm khớp vai cấp và mãn tính. Thì đai cố định khớp vai thì có chất liệu là 40% ni lông, 35% là poly, 10% là cô tông và 10% là cao su. Đai đề sau cố định khớp vai OH301 bao gồm một đai lớn, hai đai nhỏ và một dây đeo. Thiết kế thì dùng chung được cho bên trái và bên phải. Sau đây thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng đai. Đầu tiên thì mình sẽ cố định phần ngực trước. Lưu ý là mình sẽ cố định từng nấc từ rỗng đến chặt. Tiếp theo là mình sẽ cố định phần tay. Đầu tiên thì mình sẽ cố định phần kiểu tay trước. Tiếp theo thì tới cổ tay. Cuối cùng là dây đeo. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hy vọng rằng những chia sẻ trên có thể giúp mọi người lựa chọn sản phẩm phù hợp.